Cô mời các em cùng học tiết 25 ôn tập bài hát Khát vọng mùa xuân nổi trống lên các bạn ơi và hai bài tập đọc nhạc số 5 Làng tôi và số 6 Chỉ có một trên đời. Cô mời các em luyện thanh qua mẫu câu. Cô mời các em hát ngược lại. Trước khi ôn bài Khát vọng mùa xuân, cô mời các em cùng ôn qua phần tìm hiểu bài và viết ở nhịp 6-8, giọng đô trưởng. Nội dung bài hát thể hiện sự lạc quan yêu cuộc sống với những ước mơ thật đẹp, giản dị, luôn khao khát mong chờ một mùa xuân tươi đẹp sẽ mang lại niềm vui hạnh phúc cho mọi người. Cô mời các em cùng ôn lại bài. Chờ chúng ta cùng ôn lại phần tìm hiểu bài Nổi trống lên các bạn ơi. Bài viết ở nhịp 24, giọng La Thứ. Nội dung bài nói lên sự đoàn kết giúp đỡ bạn bè chăm chỉ học tập, rèn luyện vì ngày mai lập nghiệp góp sức xây dựng quê hương đất nước, phát triển ngày càng giàu đẹp văn minh. Cô mời các em cùng ôn qua bài. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Chúng ta cùng ôn qua bài tập đọc nhạc số 5, bài viết ở nhịp 6-8 trong bài sử dụng giống nối và bài viết ở dọc đô trưởng. Cô mời các em cùng ôn bài tập đọc nhạc số 5 trích đoạn bài Làng Tôi của nhạc sĩ Văn Cao. Chúng ta tiếp tục cùng ôn bài tập đọc nhạc tiếp theo trích đoạn của bài hát Chỉ Có Một Trên Đời của nhạc sĩ Trương Quang Lục, bài viết ở nhịp 6-8 trong bài sử dụng dấu luyến, dấu nối, bài nhạc viết ở giọng đô trưởng. Cô mời các em cùng ôn bài tập đọc nhạc số 6. Thank you.
Tiết học kết thúc, cô chào các em, chúc các em ôn bài tốt.